Hai ly cà phê đá nha. Nhiêu tiền vậy anh? 4 ngàn. 4 ngàn hả? Mày, công nhận chiến này nha, hai anh em mình làm chơi và ăn thiệt anh. Bây giờ nguyên cái xã này giờ nó đang hoang mang, nó sợ sắp chết tới nơi hết. Sao tao giao mày mà nhiêu đó bán hết vậy? Một mình em á là 400 tờ phải không? Một tờ là 5 ngàn, tổng cộng là 2 triệu đây nè. Cất vô. Tao bán được 100 tờ. Sao? Công nhận cái đầu của cậu tư bóng nó hay thiệt. Ghê lắm á. Ổng đưa tin gì ra là người ta cũng tin tin đó đó. Bởi vậy ổng mới giàu. Chỉ có một cái tội à. Tội gì? Mê trai. Cậu tư bóng á, trong cái thị xã mình á, ổng nổi tiếng là cái người chuyên cho dai cắt cổ nè, rồi phao tin đồn nhảm, rồi lên đồng lên bóng nữa. Tụi mình làm cho ổng có khi nào bị bắt không anh? Cái mì mắm ông muối. Muối tầm bậy tầm bạ không à. Tao tính kỹ rồi. Bây giờ mình làm vố thật lớn, sau đó ôm hết tiền của ổng mình chuồn luôn. Chuồn luôn? Ừ. Thôi anh ơi, làm gì lỡ ổng thương mình cái chết luôn à. Không dám đâu. Ổng hù thôi, đừng có sợ. Thấy không? Có gì đâu mà sợ. Ông tư bóng này á, tao nắm được cái tẩy ổng liền à. Ổng mà thư mình hả, đem công an xã nó hù cái là ổng xích re liền. Sao? Ổng có đưa cái tin sắm gì mới không? Nối tiếp phần 1. Sự cố Y2K tận thế năm 2000. Đây nè. Phần 2. Đọc đi. Ủa cái sắm này là của cậu tư bóng mới đưa hả? Ổng đưa với ai nữa bây giờ? Có gì mới không? Ở Phan Xê, giáo phái ngôi đền mặt trời méo thiêu đốt mọi sinh vật thành than đá. Nếu ai không muốn thành than đá thì hãy nộp tiền cho giáo chủ. Cái gì kỳ cục quá. Cái này mà bán cho người ta đọc xong á, người ta chấp nhận thành than đá chứ không ai ngu nộp tiền, đúng không? Hay quá. Coi như đây này mới ngầu nè. Gì giáo phái thập thiền nhục dục khuyên các tín đồ hãy cởi bỏ quần áo rồi nhảy múa trong giường thượng quyển sau khi chè chén say sưa. Cái đạo gì mà tục tiểu quá. Thôi kệ nó, cậu tư đưa gì mình làm theo đó thôi. Bây giờ là mình đem về mày quay Romeo xong mình đem ra bán. Đúng không? Bán anh. Thà thừa thắng mà xong lên. Đúng không? Yeah. Bây giờ mày giữ mấy triệu đó nha. Sẵn giữ luôn mấy cái này đi. 2 triệu. Đó, sự hớt cọc này đi. Rồi sau đó tao qua cậu tư bóng tao mượn thêm 10 triệu nữa. Làm một vố thật đậm. Rồi mình ôm hết tiền của ông tao mày ra Vũng Tàu nghỉ mát. Em nói anh này mạnh mẽ này nè. Sao? 10 triệu không? Nhiều lắm. Không có cho anh mượn không? Mang cái tiếng mượn cho lịch sự thôi. Chứ thiệt tình hả? Tao qua hả? Tao dẹo ổng, tao ngã ngớ với ổng. Là tao moi được tiền ổng liền. Ông này giả trai lắm. Anh Bảy, nói nè anh Bảy nghe nha. Hình như là ổng yêu anh Bảy á. Nghe mày nói tao muốn nổi da gà hết trơn. Ai biểu mù quáng trong tình yêu thì chỉ có chết thôi. Còn này em quên nói nữa anh Bảy. Em đề nghị anh Bảy nha. Anh Bảy mướn thêm 7-8 thằng phụ em bán đi. Chứ mình em bán không có sợi. Được thôi. Cứ phát đứa một ngày 20 ngàn đồng. Bán trong cái xã này xong. Bán luôn mấy cái xã lân cận. Hiểu chưa? Nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Tao thấy hổng rầy á, trung công an xã để ý tụi mình dữ lắm á. Trời ơi anh lo xa quá anh ơi. Em quay Rono là em quay với chung với hầm quay không à. Làm sao mà phát hiện ra được. Thiệt không? Thiệt. Mày làm sao là tùy mày. Chứ hổm rầy á, tao nằm mơ tao thấy toàn là gì không à. Rồi biết rồi. Anh nằm mơ anh thấy anh lột chuối ăn phải không? Lột chuối là lột xuống chứ. Mày ngu quá. Vô duyên. Tao nói gỡ gì là biết gỡ gì không? Gỡ lịch đó con. Gỡ lịch hả? Không phải gỡ một tờ đâu. Gỡ có nhiều khi tao nằm mơ thấy gỡ cả nùi nữa. Trời ơi. Anh lo vậy anh ơi. Gỡ đi á là nguyên đám mình gỡ tập thể. Thôi nín nín nín. Cái miệng mày á là linh lắm á nha. Nói ra thấy ở tù chết chóc không á nha. Thôi. Về làm liền đi. Rồi về em đi ha. Ừ. Mẹ lên. Cẩn thận nha. Đập. Cố gắng nha. Chú em. Cho qua hỏi thăm. Cái khu này nè. Có ai mà lên đồng bối toán mà giỏi không? Có chuyện gì không bác? Chuyện là vậy. Qua nghe nói á, trời đất á, sắp có một cái sự cố xảy ra.
mưa lớn mà mười mấy ngày mười mấy đêm, giả lại lũ lụt triền miên không ngưng, ghê lắm con ơi. Đúng rồi, thiên tai sắp ập xuống tiêu diệt cả loài người. Trời ơi, bởi vậy qua đọc cái sấm này nè, qua sợ quá. Ờ đúng rồi, sấm của thần thánh truyền không sợ sao được. Bởi vậy bác á, con khuyên bác nha, bác chuẩn bị tiền mua lương thực đi để đối phó cái sấm đó là vừa. Trời ơi, chết qua rồi, cái tiền của qua để dành đám cưới vô thằng con trai thì quản đám cưới lại. Như vậy làm sao nói chuyện với bà Xuôi? Bác bỏ ít tiền qua nhà cậu Tư Bóng, chuyện gì khó mấy ông cũng làm xong. Vậy chăm sự nhờ chú em, làm sao á bà Xuôi mở quản cái đám cưới là được. Con sẽ giúp bác. Trời ơi, vừa qua gửi cho chú em ít tiền. Thôi bác cất tiền đi, làm ăn nhau uy tín mà, xong công việc mới lấy tiền. Cách nửa vần trăng, cách nửa vần trăng, tôi làm con đò nhỏ chạy đôi câu thơ. Cậu Tư ơi, cậu Tư ơi, cậu... Ủa, ông đi đâu mà nhà cửa vắng que, vắng quắc trời. Thôi kệ, đậu xe xích lô ở đây, ngu gì đậu ở ngoài mất làm sao. Thời buổi này không tin thằng nào con nào hết. Cậu Tư ơi, ông này ông ngủ hay sao đó trời. Remote TV. À, mới mua TV. Hí, Sony 21 inch ngang. Trong khi chờ ổng ra, mình mở TV mình coi. Trời ơi. Hí, ông Tư định đổi một người kẹo kéo, sắm nguyên cái bàn kẹo kéo ở đây trời. Kỳ cục. Trời ơi, để nguyên cái mấy cái set ngoài này. Ai không tham cũng muốn tham. Không được, lấy cái mấy cái set này, ông Thư 5-6 cái mấy cái set trong bụng là chết mình luôn. Trong khi chờ ông ra, mở nghe chơi. Em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng. Ông Tư ông lên đồng bóng lạc mạng. Em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng. Kỳ trời, tự nhiên là tự nhiên chạy à, quen à, biết lắm mà, nghe mùi tôi biết quen quá, rồi ghét không, rồi. Trời ơi, nổi da gà hết trơn, gà da vịt gì không, ghét rồi. Con Tư mặc áo vô đi, để cho kỳ quá. Vậy mới thấy hấp dẫn chứ sao, giá trị thực tiễn, nõn nà nè. Rảy đâu mất tiêu không? Đi làm ăn, làm theo những cái sấm cậu Tư đưa đó. Nhớ không chết luôn. Nổi da gà nữa. Cậu Tư, gì? Cậu định đổi nghề làm bác kéo kéo hả? Kéo kéo gì không biết nữa. Mày lên đồng hiện đại của tôi đó không? Là sao? Hồi nào giờ mình đi tìm hiểu cái mạng của người ta. Người ta đến rồi mình mới nói. Bây giờ thì mình vẫn phải đi tìm hiểu cái mạng. Nhưng mà ta đến, mình biểu đứng đó, mình bấm xem vòng vòng, kích kim mộc thủy hỏa thổ đó. Vậy sao mới kiếm tiền được chứ trời. Rồi nè, đó, để nhà cửa trống quang à, có ngày để mấy cái sếp bị mất rồi coi. Này cũng lên đồng hiện đại luôn bộ. Là sao?
nào cũng giờ đó mình muốn ca rồi hát rồi múa mỏi miệng mỏi mình phải không? Bây giờ là mình bấm cái máy nó phát ra cái mình nhép theo người ta kêu là playback chứ. Playback là sao không hiểu? Giống như ca sĩ vậy đó, khi người ta hát đó người ta thâu tiếng trước, tới nhìn đó người ta bấm người ta nhép theo người ta kêu là playback đó. Có khi nào bị trật không? Bị hoài à. Mà thôi, tìm hiểu chi cho nó mệt. Bây giờ theo tôi đi, tôi chỉ cho cách làm ăn nghe không? Nè, chỉ một ngón tay thôi. Nè, lại đây. Bây giờ bảy bấm đi đi. Bấm xuống. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Trời ơi, cậu Tư lên đồng bài này lãng mạn quá. Đâu phải đâu, đây là những bài hát mà Tư buồn, Tư nằm Tư nghe đỡ nhớ bảy mụn nữa mà. Tư thích mấy bài hát này lắm đó, như bài Trống Vắng nè, như bài Khoảnh Khắc nè, đang học bài mới nè. Bài gì? Trái hết cho người. Ủa, vậy cậu Tư lên đồng bài nào? Nè, bấm nè, bấm đây đi, bấm đi. Ủa, bấm. Trời ơi, cậu Tư lên đồng bài này chắc sập nhà quá. Lên đồng bộ đánh lộn rồi sập nhà. Rồi đâu mất tiêu à. Nhớ chết luôn à. Đi bán mấy cái sắm mà cậu Tư giao cho đó. À vậy hả? Xe để mà nắng sao nó rút còn chút xíu à. Kiểu nó vậy đó. Kiểu vậy? Ừ. Ngày chuyển nghề hả? Nghề gì? Xiết. Xiết gì? Xiết khỉ. Nữa cậu Tư dở hoài à. Xe này chở khỉ chở ai không? Không có đâu. Chở người được á. Chở người? Ừ. Ta đi một người còn chở được, ta đi hai chồng sao chở? Đi hai vợ chồng giao xe cho người ta mình chạy bộ theo. Thì phí sức lao động gì không biết nữa. Bán hết đi. Theo Tư, Tư lo hết từ A tới Z. Nổi da gà nữa thấy chứ. Nổi da gà, cái tay nổi chân có nổi không? Nổi sao không nổi? Được coi coi. Nè. Nhẹ nhẹ thôi à, coi làm gì. Trời chạy xin lộ chừng trắng như bông bưởi thì dằn lòng mũm đậu nhớ chết cho mũm à, cậu Tư đừng làm con sợ lắm. Sợ gì không biết. Thế này ngồi xuống này với tôi chút xíu coi nè. Đi mất tiêu trong trời chết luôn nè. Vũa hai ngón tay mà giẫm nhau nè. Trên nó đỏ nhỏ coi không? Không. Có cục đất là cậy đi. Chuyện nhỏ. Trời ơi, cậy đất kiểu đó ai đứng gần đuôi mắt người ta sao? Đó văn dĩ nhờ cậy hai cục đuôi hai con. Này đâu ạ? Đi bán mấy cái sắm của cậu Tư đó. Ngồi đây với tôi đi ngồi tôi giận á. Giận con cái miệng. Giận thiệt chứ không phải nước chơi. Cái miệng. Á. Trời ơi, tát mùng 1 mà mùng 9 mới á. Á liền đâu ai để ý đâu. Đá một hồi rồi mình mới á, người đánh mới thương, mới để sức đẹp mình bộ. Cái miệng. Chứ á đầy lãng mạn, sao đánh đu hoài á. Rậy đâu nói nghe coi. Thì đi bán mấy cái sắm của cậu Tư đó. À vậy hả? Dạ. Bán được không hả? Bà ơi, bán hết luôn á. Hết luôn? Ừ. Cho nên á, bữa nay á, là qua đây á, là gặp cậu Tư á, mượn thêm 10 triệu nữa. 10 triệu? Dạ. Trời ơi, tôi lên đồng trào máu à. Mượn 10 triệu làm gì? Thì về mua nguyên vật liệu, làm một vố thật lớn rồi mình nghỉ luôn. Đúng ý Tư rồi. Phải làm cho lớn lên, phải làm cho nhiều lên, thu lớn mới nhiều chứ. Đúng ý Tư đó, mượn 10 triệu à. Nè, rồi là quá rồi, cái chỗ mà người ta in cho mình, người ta không nghi mình sao? Không sao đâu, quay Romeo với hầm mà. À, vậy hả? Bán hết xã này, bán mấy xã lân cận luôn. Kín đáo vậy hả? Phải kỹ lưỡng mới được. Ra số tiền lớn mà không hỏi kỹ mất cái chết tôi luôn. 10 triệu phải không? 10 triệu tôi đưa 10 triệu. Còn giấu tiền à? Đừng có ngó. Đàn ông gì mà tò mò tập bạch quá. Đến tiền nó ghê quá. Tiền nè. Nghe mùi thơm của da thịt Tư không? 10 triệu á nha, phải làm thành 100 triệu à, làm được tôi giận á. Thôi, không ai dám làm cho cậu Tư giận đâu. Ai mà làm cho cậu Tư giận hả, cậu Tư trù liền à. Ai mà đi xe đò hả, bị xe đò lật. Ai mà đi tàu thuyền hả, bị tàu chìm.
Còn ai mà đi máy bay hả, đáp xuống phi trường hả, bánh máy bay không có bùng. Trời ơi, đồ cúng kiến của người ta mà ông lau xe không, phá quá. Xin lỗi con Tư. Nói vậy thôi, nói với mấy người kẻo kiết à, cầu xin thì nhiều mà cúng kiến chẳng bao nhiêu. Còn với bảy thì trời ơi, thương không ngớt, ai nỡ nào chù hẻo. Trời ơi, nhột quá. Hẻo dữ lắm rồi phải không, thấy mặt biết hẻo rồi đó. Vô đây tôi cho tiền. Thôi cho ở đây đi. Vô đây phòng có máy lạnh mà. Thôi ở đây gần chết rồi, vô trong đó chết chắc luôn. Giờ sao? À hay là cậu Tư muốn cho tiền bảy, cậu Tư quăng xuống đây đi, bảy tới bảy lụm. Nghĩ khôn vàng trời mây luôn. Để coi 1, 2, 4, 6, 7, 8 ngàn. Nhớ gieo danh thôn tiếng tốt với tôi nha. Trời ơi, có 8 ngàn đi gieo danh thôn tiếng tốt. 8 ngàn không phải tiền không? Mồ hôi nước mắt tao với bộ. Có ai nhờ không? Ê, hình như có khách. À, ông Chính. Ông Chính mà con thường nói với cậu Tư á. À, ha, ông Chính già đó phải không? Bây giờ vậy nha. Dạ. Lát nữa khách vô tiếp với Tư nè. Dạ. Rồi cái bấm máy nè, rồi bấm cassette nè. Bấm máy cái này hả? Rồi phụ thay quần áo với Tư nữa, rồi ăn rơn nha. Dễ ồm hả? Dễ ồm ha. Bây giờ vậy. Dạ. Ra mời khách vô. Dạ. Nha. Cậu Tư cứ vô chuẩn bị đi. Để rồi. Con mời khách vô. Rồi. Cái mối này là có mối con giới thiệu nha. Ừ, biết mà. À, mời ông Chính vô. Sao có ổng nhà không? Đó, ổng đứng đó ông thấy hả? À, đưa đi trái cây cho tôi. Cúng giùm tao đi. À. Chào cậu Tư. Ông Chính tới đây làm chi? Dạ, qua cúng cậu Tư. Cúng thần thánh thì nói cúng thần thánh, nó cúng cậu Tư, thần buồn mà Tư cũng giận đó. Ê, gì? Kêu cậu hay cô? À, thì... Dương là cậu, âm là cô. Ê, kêu cậu Tư luôn ha. À, dạ, thưa cậu Tư, hôm nay á, tôi qua đây nhờ cô Tư giúp giùm. Sao? Làm sao á cho bà Tám kế bên nhà tôi á quản cái đám cưới này. À, không chịu quản nữa. Ở bên đó không chịu quản đám cưới phải không? Dạ. Mà bển khó khăn nhất là ai vậy? Dạ bà Tám, bà dữ lắm. À, bà Tám già hả? Dạ. Thôi được rồi, để tôi cầu xin thánh cô về hỏi ý kiến giúp đỡ cho ông Chính nha. À, cảm ơn cậu Tư. À, mà ông tuổi gì mà... À, thôi, ông đứng đó đi, đứng chỗ cái bác quái trận đồ đó. À. Ừ. Đừng có cúi xuống, mũi tên nó đâm lọt trọng mắt à. Bảy, bấm máy bảy. Đứng đó. Ông mạng quả phải không? Trời. Ông sanh ngày 15 tháng 8 năm 1938 đúng không? Đó là về dương lịch, còn về âm lịch thì rằm tháng 7 cúng cô hồn đẻ ông ra phải không? Sao hay quá vậy? Ông thuộc loại cô hồn sống đó. Được rồi, bây giờ tôi cầu thánh cô về hỏi ý kiến thánh cô giúp đỡ ông Chính nha. Dạ. Bảy. Dạ. Mặc cái áo ấy. Áo đây. Từ bảy. Trời. Tháng rưa mới được chứ. Áo khó quá. Bảy trùm mấy khăn đỏ nữa bảy. Ủa, khăn đâu? Mới đây đâu mà nó đâu thấy đâu. Khăn đâu rồi? Chết tôi rồi. Kẹp đây mà không thấy. Dạ xin lỗi cậu Tư nghe. Trời ơi, tôi nói rồi mà bực mình ghê. Nãy giờ ảnh hưởng cái nước bạn mà nó thấy không? Đốt nhang. Đang đốt. Lẹ đi. Trời, nó cháy cái đã. Đùa tôi. Cậu Tư, ba người ai xét? Tôi nói cassette. Trời ơi, cassette mà tưởng là xét. Quy tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu nói keo dính chuột. Một sản phẩm tiêu diệt chuột nhanh nhất, hiệu quả nhất mà trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu vừa cho ra. Ủa, lên đồng bằng keo dính chuột hả? Trước khi vô tiết mục chánh bao giờ cũng phải có quảng cáo. Xét mà chơi ra vô lộn lỏng ấy. Ừ.
sao giống chơi banh đũa vậy? Ừ thì cậu Tư hồi nhỏ thích chơi banh đũa. Nam kia. Dạ. Qua đây xin quản đám cưới con trai phải không? Hả? Dạ phải. Bên kia vì nữ già không đồng ý quản đám cưới phải không? Dạ đúng. Bây giờ nam về lấy 3 cọng tóc của dì nữ qua đây, ta làm phép cứu cho, sẽ quản được. Ngoài 3 cọng tóc, quần áo, giày dép, được không cô Tư? Ta nói có tóc chứ ta có nói quần áo, giày dép. Học chính, cậu Tư khó lắm á, nói cái gì thì làm theo cái đó đi. Canh mẹ mà nó ngồi ở đâu giật đại 3 cọng tóc là được à. Trời ơi, mày làm như dễ lắm nha, lấy tóc của bà còn hơn vô sở thú lấy râu con cọp á. Không được thì thôi, bây giờ vậy nè, nếu mà khó quá lúc bà tắm á, bà trang trải đầu á, nó lấy 3 cọng. Trời ơi, tóc bà cứng lắm, con môn tóc tao mày rụng trước bà. Giờ sao, có đồng ý không mà cứ tranh cãi hoài. Đồng ý, đồng ý đi, tôi giúp giùm cho. Mày hứa ha? Ừ. Dạ, đồng ý cô Tư. Đồng ý rồi phải không? Dạ. Đồng ý rồi mà sao không thấy hồi âm? Bảy. Dạ dạ. Sao tôi bún kêu ông bún kêu? Bún kêu cho chó tới cắn hả? Bảy. Tiền. Tiền thì nó lại tiền. Tôi tưởng ông thích bún móng tay. Đừng đưa trung gian có tay nè. Thấy chưa? Tôi già rồi cậu Tư. Già không phải đàn ông sao? Có hơi đàn ông mà được rồi. Xong hết rồi phải không? Dạ. Nghe lời ta dạy bảo, về đem 3 cọng tóc. Về đi. Đến đây ta sẽ giúp đỡ cho. Bây giờ ta tạm biệt ông ta thăng nha. Phải chuẩn bị. Dạ. Vất vả. Xong chưa? Dạ xong. Đồng ý xong hết rồi phải không? Dạ. Về đi, công an khu vực tới chết dịch. Thưa cô Tư, tôi về. Về đi. Bà con mình nhớ chống mê tín dị đoan nha. Đâu có gì, đâu có gì. Thế thì về đi, về đi. Nhớ 3 cọng tóc nha. Về đi ha. Giết tôi hả? Mở nó vô hoài. Đâu biết đâu. Vô đây. Nó phát. Vô đây tôi chú bộ. Đi đâu? Đi đâu hả? Vô đây. Vô đâu? Vô phòng nè. Ơi, lại chết rồi. Vô nó mới là chết rồi. Mà. Trời. Ngô đây. Trời ơi, thấy rồi. Tiền ta rớ cái đà áp trển không? Thử là quân tử vậy thôi. Ai về quân tử tham lam vô cùng. Đó là quân tử giỡn chơi. Thiệt lòng quân tử không hề tham lam. Trời ơi, đối đáp với tôi. Tôi chết rồi. Vô đây tôi chút đi. Đâu? Vô đây mà rồi. Không được đâu con Tư ơi. Vô đây chút mà rồi. Chết tôi rồi. Ông yên tâm, tụi nó đã bị bắt hết. Quá rồi, bắt hết đi, mấy tên lừa gạt, bắt hết đi. Ông nói đúng, những tên lừa gạt phải bị bắt hết. Râu rụng hả? Bây giờ đến ông. Đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa.